Hello, xin chào tất cả các bạn. Đã là mình đây, Tiến Thành, sinh viên khóa K2 của Đại học EDX. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với sinh viên EDX học và làm bài tập như thế nào. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với bộ môn quyền năng tư tưởng. Ở trong hai video trước, đây là cái buổi chia sẻ cái từ khóa tâm đắc, đúng không ạ? Của cái môn quyền năng tư tưởng này. Thì trước tiên là mình cũng sẽ đặt ra một số cái câu hỏi để chúng ta cùng nhau trả lời trong mỗi video. Đúng không ạ? Trước tiên là quyền năng tư tưởng là gì? Tác dụng của quyền năng tư tưởng và mục đích chúng ta học môn quyền năng tư tưởng này là cái gì, đúng không ạ? Ok. Thì trước tiên là chúng ta cần phải hiểu được quyền năng tư tưởng là cái gì đã. Thì quyền năng tư tưởng đây là cái từ cũng không phải là quá khó, đúng không ạ? Không phải là như focus on excellence mà chúng ta cần phải dịch từ tiếng Anh sang, đúng không? Đọc được tên của cái chữ quyền năng tư tưởng này là chúng ta hoàn toàn có thể biết được là quyền năng tư tưởng nghĩa là gì rồi, đúng không ạ? Quyền năng tư tưởng đó chính là cái sức mạnh của cái suy nghĩ, sức mạnh của cái niềm tin. Chúng ta tin một cái điều gì đó một cách tuyệt đối. Chúng ta tin một cách gọi là không có bất cứ một cái lý do, không có một sự nghi ngờ nào. Tin kể cả nó không có căn cứ. Chúng ta sẽ có được cái sức mạnh của nó. Chúng ta sẽ là cái sức mạnh của cái niềm tin. Đấy, nó mang lại chúng ta là vô cùng lớn trong bất cứ một cái điều gì. Nếu chúng ta có một cái niềm tin tuyệt đối như thế, chúng ta có sự yên tâm. Đó là cái quyền năng tư tưởng, nghĩa là gì? Nghĩa là sức mạnh của niềm tin. Đó. Tiếp theo là tác dụng của quyền năng tư tưởng là gì? Đối với bản thân mình thì quyền năng tư tưởng trước tiên là nó sẽ cho mình một cái niềm tin, cho mình một cái động lực để mình hoàn thành, mình làm một cái điều gì đó. Khi mà mình tin chắc một điều gì đó đúng, chắc chắn mình sẽ có một cái nghị lực, mình sẽ có một cái động lực tự thân của mình để mình hoàn thành cái công việc đó, đúng không ạ? Đó, thì đó chính là cái tác dụng mà quyền năng tư tưởng mang lại. Đầu tiên, thứ nhất, đó chính là tạo cho chúng ta một cái động lực tự thân mạnh mẽ để hoàn thành công việc. Đây đối với bản thân mình nhé. Tiếp theo là tác dụng tiếp theo của quyền năng tư tưởng là gì? Nó sẽ có một chút tâm linh và nó sẽ có một chút gọi là liên quan đến thực hành đấy. Là có thể giúp chúng ta những cái niềm tin, những cái suy nghĩ của chúng ta trở thành hiện thực. Nếu chúng ta đặt niềm tin tuyệt đối, không nghi ngờ, không do dự vào cái điều đó. Và tất nhiên rằng mình sẽ không thể nào mà có thể nói như thế nếu mà không có sự trải nghiệm được, đúng không ạ? Và cái điều này sẽ đợi các bạn, những bạn có cái mong muốn xem là cái quyền năng tưởng nó như thế nào, sức mạnh của nó như thế nào, thì các bạn hoàn toàn có thể trải nghiệm và thử cảm nhận xem. Đó chính là cái tác dụng, cũng chính là cái tác dụng mà quyền năng tưởng mang lại. Tác dụng thứ hai là các bạn đã cần phải có sự trải nghiệm mới biết được, là nó sẽ có thể khiến cho chúng ta, khiến những cái niềm tin mà tưởng chừng như là mù quáng đấy trở thành hiện thực. Đó là sức mạnh của niềm tin. Đó là hai cái tác dụng nhé. Và tiếp theo là chúng ta học môn quyền năng tư tưởng này để làm gì, đúng không ạ? Thì nó sẽ liên quan đến cái tác dụng của quyền năng tư tưởng thôi. Nếu như mà các bạn muốn đứng trước một cái vấn đề khó khăn nào đấy, các bạn có một cái động lực để các bạn hoàn thành nó, các bạn hãy học môn quyền năng tư tưởng này. Khi mà các bạn muốn một cái điều gì đó nó trở thành hiện thực, tất nhiên rằng kết hợp với nó là các bạn cần phải làm nhé, cần phải thực hiện nhé, chứ không phải là các bạn chỉ ngồi các bạn cứ tin như thế xong các bạn không thực hiện gì là nó sẽ thành sự thực đâu, đó không bao giờ xảy ra. Mà song song với đó, các bạn cần phải đứng lên, các bạn làm, các bạn cần phải thực hiện nó thì nó mới có thể xảy ra được. Cái mục đích của nó chính là như thế. Rồi tiếp theo là mình sẽ đi vào cái vấn đề chính, đó là từ khóa tâm đắc của buổi học thứ hai, buổi học hôm trước đó là gì, đúng không ạ? Hôm trước thì mình cũng đã có một số cái từ khóa như là nhất tâm, đúng không ạ? Chúng ta học quyền năng tư tưởng thì chúng ta cần phải có sự nhất tâm. Nhất tâm ở đây có nghĩa là tập trung toàn tâm toàn ý tuyệt đối vào chính những cái điều mà chúng ta tin đấy, không có một sự nghi ngờ nào thì quyền năng tư tưởng nó mới có thể thực hiện được, đúng không ạ? Và ở trong video trước thì mình cũng đã có nói về cái việc mà chúng ta thấu hiểu sáu cái tầng thấu hiểu đấy, đúng không ạ? Chúng ta thấu hiểu mọi thứ, thấu hiểu bản thân này, chúng ta thấu hiểu nhân sinh, thấu hiểu xã hội, thấu hiểu muôn loài, thấu hiểu tự nhiên và thấu hiểu quy luật, đúng không ạ? Đó thì trong cái từ khóa này thì mình cảm thấy có một cái mà mình cảm thấy khá là tâm đắc, mình cảm thấy khá là thích, đó chính là cái thấu hiểu quy luật, và cũng là cái tầng cuối cùng của thấu hiểu quy luật. Quy luật ở đây là quy luật của đại đạo, quy luật của vũ trụ vận hành.
tại sao mình lại, tại sao cái quy luật, thấu hiểu quy luật này nó lại là cái đứng phía trên tất cả. Tại vì là chúng ta đã biết đấy, bản chất của mọi thứ, bản chất của tất cả mọi thứ để thiên nhiên rồi muôn loài, nhân sinh muôn loài vạn vật của, tóm lại là tất cả mọi thứ nó đều, của vũ trụ này nó đều tuân theo những cái quy luật nhất định. Kể cả con người của chúng ta cũng tuân theo một quy định, một cái quy luật, đúng không ạ? Các bạn đã biết đến quy luật 6 không? Quy luật 6 năm không? 6 năm đấy. Là cứ 6 năm là con người sẽ gần như là thay đổi, có một cái sự thay đổi cái tính cách của chúng ta một lần, nếu các bạn để ý các bạn sẽ biết đấy. Hoặc là có những quy luật của, gọi là của thế giới tiền tệ chẳng hạn, là cứ cách một khoảng thời gian bao nhiêu năm đấy thì nó sẽ lại biến đổi, đúng không ạ? Đó đều là những cái quy luật cả. Quy luật tự nhiên cũng thế, luật nhân quả đấy, vân các thứ, đúng không? Hay là luật quy luật là ví dụ như là mặt trời quay trái đất quay quanh mặt trời, hay là mặt trăng quay quanh trái đất chẳng hạn, đó đều là những cái quy luật của tự nhiên, đúng không ạ? Quy luật của vũ trụ là có sinh thì ắt có diệt, diệt cái gì, sinh cực thì ắt tử, mà tử cực thì ắt sinh, nó dạng dạng kiểu như thế. Đó đều là những cái quy luật của tự nhiên, đó là đều là những cái quy luật của vũ trụ rồi. Do đó nên là nếu như mà các bạn nắm được những cái quy luật này, các bạn sẽ hoàn toàn có thể nhờ sức mạnh của vũ trụ giúp cho chúng ta trong công việc, trong mọi điều, trong mọi vấn đề. Giả sử như trong kinh doanh mà các bạn biết ở những cái quy luật của cái việc mà suy thoái kinh tế chẳng hạn, đúng không? Các bạn biết là cứ 10 năm một lần là nền kinh tế nó sẽ có cái sự gọi là lột xác, nó có sự biến đổi, tức là nó sẽ theo cái hình như này này. Các bạn biết được rằng tại thời điểm nào nó ở dưới đáy thì các bạn sẽ chuẩn bị kiến thức, là chuẩn bị mọi thứ để cho đến khi nào mà nó vồng lên như thế này, tức là theo cái đường hình sin đấy, đúng không ạ? Có đỉnh có đáy thì phải có đỉnh mà. Thì khi mà bạn biết được cái thời điểm mà nó đang ở dưới đỉnh, ở dưới đáy, các bạn sẽ có sự chuẩn bị để bứt phá lên khi mà nó lên đến đỉnh. Thì khi đó các bạn sẽ có được những cái thực sự là rất là gọi là thành công hoặc hạnh phúc, các bạn sẽ nắm bắt được rất nhiều thứ. Đó thì đó là những cái điều mà mình cảm thấy tâm đắc, cái từ khóa tâm đắc mà mình cảm thấy mình rất là thích thú và tò mò về nó, chính là thấu hiểu được cái quy luật. Nếu chúng ta có thể thấu hiểu được mọi quy luật thì chúng ta có lẽ sẽ trở thành một cái bậc giác ngộ được, đúng không ạ? Giống như Đức Phật đấy. Đó. Do đó là cái việc chúng ta thấu hiểu được quy luật nó là một cái điều gì đó vô cùng trọng đại, và tất nhiên là nó rất là khó khăn, không phải là dễ dàng. Đó. Khi mà chúng ta có được cái sự thấu hiểu về một cái quy luật nào đấy thôi, nó cũng đã có cái trợ giúp rất, rất lớn trong cuộc sống của chúng ta rồi, chứ đừng nói là đến là thấu hiểu quy luật của cả vũ trụ này, đúng không ạ? Rất là khó. Đó, thì video của mình là vừa rồi là đã gọi là phân tích hoặc là tìm hiểu về cái từ khóa mình tâm đắc trong cái buổi học thứ 2 của bộ môn quyền năng tư tưởng này rồi. Thì ở trong những video sau mình sẽ tiếp tục là review lại cái nội dung của môn quyền năng tư tưởng này. Nếu như bạn nào mà cảm thấy mơ hồ về cái quyền năng tư tưởng này thì sẽ hãy cùng đón xem những video sau của mình để chúng ta cùng nhau tìm hiểu rõ hơn về cái bộ môn quyền năng tư tưởng này nhé. Ok, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.